Ciao Lâm Phong, chào chú Andy, chào cặp bảy nha, hello, chào Tân, chào Đức Huỳnh, chú Andy, hello, tất cả mọi người. Không phải chú đi trễ, tại vì nãy giờ anh đi cài cái máy chưa xong, chú phải ngồi đợi nè, không phải đi trễ đâu. Cái áo em cái mưa. Cô Tè, hello nước Mỹ nha. Chào tình yêu bình minh. Hôm nay cái cam nó gớm với mọi người đỡ nha. Hôm nay mới cài máy cho nên là chưa có cài được cái HD này. Hello mọi người, không phải tại chút đi trễ đâu đó, em đi đúng giờ nha Lam Phong. Không trễ đâu. Chào Kim Hoàng, cái ghế này không thoải mái gì cả. Hồi nãy em lỡ nói em đi đúng giờ rồi mà giờ đi trễ nó chết rồi, cái này bự quá, phải làm sao cho nó nhỏ lại đây. Thiệt là ghét chỉnh máy. Đúng rồi, già thì chịu đi nha. Atashi Uncle John. Mẹ nghe mưa lá vậy, nghe mưa hả? Em biết ngay mà. Để giờ đây vì ai mà trái tim run lên từng cơn.
Phòng sâu bấm cửa lại. À, chị là anh làm ở Sài Gòn không? Tại vì bình thường có người ở trong phòng chứ không có sâu được, chút ngại lắm. Hôm bữa không nhớ anh bo vào kiểu đơ không sâu được luôn á. Bình thường mà kiểu có idol, ví dụ idol trước hay idol sau mà ngồi
tới trước cũng vậy, kiểu ngồi ngồi đây đợi là chút không sao được, ngại lắm. Mở cửa anh ở ngoài xin. Chắc là nó khác. Mòn đã hút. Đi Phú Quốc free hả? Thôi chút sợ đi đảo lắm. Chút sợ. À không, đi quen là đảo Phú Quốc có máy bay. Chút sợ đi tàu lắm. Ói xanh mặt. Ủa xe vậy anh? À anh, nhà anh làm ở ngoài đó hả? Làm xích giờ. À em tưởng đâu là ngoài đó trước. Em không đi Phú Quốc đâu. Em ước gì bạn gái anh cũng biết và nghe hát, nghe bài hát này thì anh gửi đi, đơn giản mà. Xa đầu. Chú anh đi nè. Để em sẽ hát mấy bài cho thông cổ họng rồi xong rồi em sẽ hát bài Em Mấy Mưa nha. Sợ chú anh đi quá. Hồi bữa thấy chú anh đi là phải chạy lẹ vào phòng sâu rồi bấm cửa lại. Hôm nay tôi muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Hôm nay tôi muốn được ôm anh, giấc mộng kia bình minh đang tái ngập tràn bên ô cửa sổ là. Dù là tình chúng ta chạy về đâu, dù là tình sẽ có chẳng ở lâu. Hôm nay tôi muốn được hôn anh, là thấy tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa, là thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi. Bên bờ thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ. Hôm nay tôi muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh tôi muốn được ôm. Bài này em hát dở quá. Hôm nay không đánh son cam. Hôm nay em đánh son hồng anh Lâm Phong cho. Thank you.
cho mất cái ghế em rồi. Ngồi như vậy nó mới thoải mái à. Là thấy mắt kia đã khẽ hát lên đôi ba bài tình ca, thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một đêm thơ. Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ. Đúng rồi, sân hoa quen thì khó đổi lắm, bây giờ phải làm sao? Thôi, đâu có, Andy, chú Andy, còn Lâm Phong là anh, Andy mới là chú, tại Andy già hơn. Hôm nay sao? Mọi người bỏ chút dạ rồi, mọi người bỏ chút nhiều quá. Đáng ghét thì bỏ tôi hết. Đúng rồi, nhỏ hơn anh chút thì gọi là anh thôi. Còn chú anh đi già quá, già hơn chút những 4 tuổi thì phải gọi là chú chứ. Đúng rồi, 91 lớn hơn 89 mà, rõ ràng. Chúc giỏi toán lắm. Đúng rồi, anh phận như nào. Chú em đi đua đòi thế chứ. La 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 la. La 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 la. Cuộc đời muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhoài, kêu tâm trạng âm mình ôm nhau ngủ say, muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn được cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Trái đất của hai chúng mình do vuông hay tròn, đông này này loa này là phải bước trốn con đường. Nếu như quay ngược thời gian thì từ quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy để chung mái nhà, dẫu không phải lâu đời nguy nga. Để chung mái nhà dẫu chỉ có tập lều mai la, chỉ mất sáng mai thức dậy giấc mơ dẫu chưa hề. Anh vẫn chờ em với lúc nào quý ra, từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim thân thà giờ đã chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhau mẹ hơn nhà chúng ta. Anh à, cảm ơn em vào. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên không khi thấy đời mệt nhoài, kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say, muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn lặng cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng, trái đất thu về trong một căn phòng. Không, em sinh năm 2000. Trái đất của hai chúng mình dẫu vuông hay tròn, ngày này giờ là nhà phải chúc.
trái tim thật thà. Giờ lại chung một nhà, thế gian trong tim về chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguy nga. Về chung mái nhà, dẫu chỉ có tập lều mái la. Chỉ cần sớm mai thức dậy, giấc mơ vẫn chưa đầy. Anh ôm chặt em và nói anh ở đây. Từ nay chúng ta sẽ xử lấy những điều quý giá. Từ nay chúng ta sẽ chẳng lúc mà gì xa xa. Chỉ hai trái tim thân thà, giờ là chung một nhà. Thế giới vẫn cứ nhau bé ở nhà chúng ta. Anh à, em sinh năm 2000, kiếm 14 tuổi hả? Vậy là phải là chú rồi, thêm một chú nữa. Không, nếu em sinh năm 2000 thì chắc iPhone lớn hơn em 11 tuổi đó. Vậy cũng là chú luôn. Nhiều chú quá. Sinh năm 2000 mà biết sao giờ. Mấy chú ở đây lớn ghê á, toàn hơn mười mấy tuổi không à. Kêu chú thương yêu cũng được đó. Chú có nghĩa kiểu là à tích si, giống trong mấy cái phim Hàn á. Còn anh là oppa. Ông chú trong phim Hàn thiệt mà. Có mấy phim nó hay gọi là Atashi. Nên là em mới đúng rồi, chị em mới kêu là chú đó. Atashi hay vẫn gọi là Atashi cho nó cute, chứ kêu chú thì nó cười nó già quá. Atashi nha. Ủa sao hôm nay anh em không chat nhiều vậy ta? Thì có kỳ lạ. Tại sao mấy người không ai chat nữa rồi? Chú anh đi đâu rồi? Chú anh đi bị làm ân của John rồi mà chú anh đi biến mất rồi. Sao vậy? Tại sao hôm nay mọi người đó hết rồi? Nhưng hôm qua còn vui vẻ lắm mà. Ông Tân dạo này yên lặng quá hay là treo? Xin nước uống. Tại em không có mang cái đồ gì đựng nước hết. Hồi nãy em nhớ nhưng mà tại em mất cái chai đâu rồi. Cái chai của em nó biến mất cho nên là em phải không mang theo được. Buổi sáng hát thì em hay vậy vậy á. Cái giọng nó cứ sao ấy. Sao anh biết? Ghê vậy cũng biết nữa. Chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend.
để bỗng sáng lại thức dậy, giật mình khi nhớ ra chúng ta không là bạn nữa. Còn một người tôi qua nói nhiều điều khiến em cả đêm không ngủ. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức, anh cũng muốn thầm nhớ em cười một mình ngắm ngắm. Baby I miss you, I just wanna be. BD. Chúc vậy lên mặt nhìn thấy sao? Buồn quá mà. Tất cả mọi người đều thấy vậy, sao tất cả mọi người đều biết? Bình thường khi xinh đẹp thì chẳng ai thấy, là khi bị bôi bát mặt vậy thì tất cả mọi người đều biết. Thôi. Không cân nổi đâu, tại vì bên mình nhiều lắm. Em gái mưa nha. Đâu có chạy đâu. Có mà, không có anh em không mà. Thôi, ta nên dừng lại thôi. Ta nên dừng lại thôi anh. Nhiều quá. Deep time, deep time. Cảm ơn anh Phong. Đúng rồi. Đúng rồi.
mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn tình cảm sầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là
Kiểu dạo này lâu rồi không đi học nên quên mất rồi. Ít tập. Hôm nay hát cái này có xuất sắc không? Hình như là cũng không được deep lắm. Show đặc biệt nào anh? Show đặc biệt nào vừa mới rồi mà. Hôm nay mới thức mà. Dạ. Mọi hôm thì cũng cũng là sau buổi sáng mà. Để coi còn bài nào nha. Mọi người muốn nghe bài nào nữa? Hát nhạc gì? Hát nhạc deep hay là nhạc nhạc vui? À hát bài của Chibu. Hát bài mới của Chibu nè. Nhiều show đặc biệt hả? Em giỡn. Em giỡn anh. Nhạc hợp với độ tuổi hả? Bài nào ta gợi ý cho em đi. Ủa sao vậy, sao anh ghét chị Bu? Em chỉ ghét cái bài này thôi. Chứ hồi hồi trước em thích chị Bu. Xinh mà. Và đã dở thiệt. Hợp với độ tuổi là nhạc nào anh? Để coi bài nào. Tớ thích cậu á bài đó. Em hát dở lắm bài đó. Em hát không được, nó nhanh quá. Em á. Em mà giống á. Giống chỗ đại học. Phong cách bài đó hợp với em. À tại em sinh năm 2000 mà. Nhưng mà bài đó nó nhanh quá, em hát dở lắm, em hát không kịp. Giống cái cầm á. Cái cầm giống hả? Thì để em về em coi lại cầm mình rồi, em ít để ý cầm lắm. Em chỉ biết là mỗi chi bu cao hơn. Em chỉ biết là mũi chi bu trên trời còn mũi em dưới đất. Chocolate hả? Ô hình như là khi nào anh gà vào cũng hát bài chocolate á. Sao vậy ta? I don't like her to be your honey, baby. I don't like her to be your honey.
Thính tứ tung. Chào chú anh đi, chú anh đi mới đi rửa chén xong hả? Kỳ ạ, tự nhiên đang xem show rồi đi rửa chén. Dừng ngay cái hành động sai trái đó. À, cảm ơn anh Nam Phong. Cảm ơn chocolate pha chocolate. Làm gì đó giúp mama. Ủa anh ở, à quên, anh ở chung với nhà không? Thì ra, hôm nay là 20 tháng. Quên, hiền gì. Tự nhiên đi giỏi đột xuất, tự nhiên lên đi rửa chén. À quên. Chú Atashi. Cặp mắt hả anh? Hay cặp mặt? Cái cầm em á, cái cặp em bình thường á. Cặp em bình thường. Cặp mắt. Sao anh thấy được hay ở trên show không rõ lắm. Mà đúng thiệt là cái mặt em nhịp được mỗi cặp mắt thôi. Có lẽ không được cái gì hết trơn. Cái cầm hả? Bình thường thì em còn không có để ý cái cầm lắm. Mắt như mí cắp hả? Hiểu không? Không đâu. Không, cái này hơi quá rồi. Bức tường tỷ đô. Bức tường tỷ đô. Nói gì vậy? Không đâu, mắt đẹp thiệt bộ. Bức tường được lắm nha ông nước Mỹ nha. Người ta đã không nói tới rồi còn khơi ra nữa. Em muốn đi niền rau quá nhưng mà không ai cho hết buồn thiệt. Nhưng mà em không biết sao mắt em ở ngoài cũng bình thường nhưng mà vô cam ở đây nó nhìn nó cứ hay bị lờ đờ. Chắc là tại quay từ trên xuống. Thích niền, muốn niền lắm. Niền răng nhưng mà vẫn còn răng thỏ mà. Niền răng chứ đâu có mài răng đâu. Niền cũng được. Hình như là anh Lê Phong kiểu mới suy nghĩ lại, mới nhìn lại thôi. Không có mất răng thỏ. Mài thì nó mới mất chứ. Mất răng thỏ là unfriend luôn. Nhưng mà không ai cho em niền hết trơn. Sao vậy? Em thấy tất cả mọi người đều đi niền mà. Có đẹp thì em chịu đau cũng được. Phẫu thuật bất thường. Ôi, em sợ lắm, em không có phẫu thuật đâu. Đời em thề rồi em không bao giờ làm mấy cái đó. Em sợ lắm. Nhưng mà em không có tự tin mấy. Không có tự tin kiểu cái răng. Nhà sĩ khen à. Tại ổng đâu phải là em đâu. Ổng không có biết là là em không. Em không thích. nhìn sơ lược thì nó có vẻ là đều đó. Nhưng mà hu. Bức tường tỷ đô kêu người ta đi sửa. Dẹp ngay cái bức tường tỷ đô đi nha.
Giờ bức tường đang là mốt mà, sửa làm gì? Ôi, sắp hết giờ rồi. Thật nhanh. Mở nhạc nghe nha, nãy giờ quên mất. Bài nào ta? Nay lẹ thiệt, em đang ham nói chuyện em quên mất xem giờ luôn á. Đi uống nước hả? Em vẫn chưa được đi uống nước tại em không có cái chai. Đây là sao bỏ rồi? Không có đâu. Nó hai đồ lên rồi kìa. Bye bye mọi người. Hai đồ đi đúng giờ quá. Bye bye mọi người nha. Ngày mai 10 giờ